Em là Trần, xin kính chào các bác đam mê audio trên toàn quốc. Hôm nay em lên sóng cho các bác một cặp loa siêu phẩm huyền thoại nhạc vàng đến từ Anh Quốc. Cặp loa này của em là Ditton 66 phiên bản đời chót, mặt vàng rốn to. Ditton 66 thì là một cái series hết số của Ditton rồi, một cái model có thể nói rằng hay nhất trong dòng loa Ditton, được rất là nhiều anh em ưa chuộng. Cặp loa này thì có những cái thời điểm sốt giá lên tới ngoài 40 triệu. Đấy. Nhưng mà bây giờ thì giá rất là tốt để giao lưu cùng các bác. Nó có nhiều đời, từ đời đầu, đời trung, đấy, đến đời chót. Đời này, đời của em, đời chót, đời cuối cùng là cái phiên bản hay nhất trong cái dòng họ Ditton 66. Cặp loa thì có ngoại hình đẹp, thiết kế dạng cây cột, sang trọng. Tổng thể em này thì với cái chiều cao là 1 mét, chiều ngang là 38 và chiều sâu là 29 cm, gọi là 30 cm đi, với cái cân nặng 30 cân cho một thùng. Chúng ta sẽ có là tổng thể 4 loa trên một thân thùng các bác nhé, 2 bát 30, trong đó thì có một bát điện và một bát thụ động. Toàn bộ loa thì sử dụng cái gân cao su, gân này vẫn còn zin theo loa, đánh rất là tốt. Bát thụ động bên dưới thì sử dụng cái công nghệ màng trống cho cái âm trầm rất là sâu, mềm, đấy, thanh thoát. Phía bên trên chúng ta có một loa trung dom to và một loa chép dom cũng rất là lớn. Cặp loa này thì bên em về trong cái tình trạng đẹp xuất sắc và bao zin nguyên bản tuyệt đối cho các bác. Tất cả các loa, các driver đều còn rất là đẹp. Phần thiết kế lưới căng của Ditton 66 cũng khá là đặc sắc. Em này thì với cái lưới vải bố màu đen và bên trong thì khung xương làm bằng sắt rất là chắc chắn. Còn nguyên cả tem logo của Ditton 66. Em mời các bác chúng ta cùng tiến lại gần để chúng ta xem. Cặp này thì còn rất là mới. Thiết kế đây, đấy, với những cái đường vân gỗ nổi khối rất là đẹp, vỏ gỗ lạng hết các bác nhé. Thùng vỏ góc cạnh của cặp này còn đẹp, không có chảy xước sứt mẻ gì cả, gọi là đẹp xuất sắc luôn. Cấu hình tuyến loa đây, cặp này vẫn còn cái tem selection Ditton 66 dòng studio monitor của hãng. Đấy, chép dom này, mid dom này, hai bát, bát ở đây là bát 30. Gân zin theo loa. Đấy, các bác thấy cái số series ở trên gân vẫn còn này. Đấy, gân zin bên dưới cũng là gân zin luôn. Bát màng trống, bát thụ động. Sang bên này. Đấy, các bác xem. Rất tuyệt vời luôn. Đấy, thùng vỏ góc cạnh này. Rất đẹp. Rất đẹp luôn ạ. Kể cả phần phía sau. Phía hậu này ạ. Chúng ta có đầy đủ tem của Selection Ditton 66. Đấy. Đầy đủ nha các bác nhé. Phía dưới là cọc loa, các bác cắm được bắp chuối. Em xin quay sang cái phần thùng loa bên này. Đấy, rất đẹp, gọi là nét căng luôn. Thùng vỏ góc cạnh, đấy, tất cả đều xuất sắc, cái căng còn đầy đủ. Đấy, cặp này thì sở trường là các bác chơi nhạc vàng, nhạc bolero. Các bác chơi những cái dòng nhạc mềm mại, du dương, đấy, tiết tấu chậm, âm sắc sẽ rất là ngọt ngào. Đặc biệt là các bác chơi nhạc vàng thì đây là một trong những cặp loa mà thể hiện nhạc vàng xuất sắc, đấy, âm sắc của những cái dòng loa châu Âu đỉnh cao rồi. Cặp này hôm nay bên em giao lưu giá rất là tốt thôi, 35 triệu, bao giá toàn quốc cho các bác, cặp Ditton 66. Vâng, bao giá toàn quốc cho các bác nhé, giá rất là tốt, loa thì bao zin, hình thức đẹp. Các bác có nhu cầu alo nhé. Nhìn xuống về lòng buồn mênh mang, lại đi con xuân sau sẽ về. Âm sắc rất tốt trên cặp Ditton 66. Thể hiện nhạc vàng, nhạc bolero tuyệt vời. Đêm nay ta cứu cho say, cạn hết men cay, ta quên bao khói lửa mịt mù còn vương trên lớp chiên. Quên lúc chân đi bên hầm trong bờ lao bãi mịn đường gặp nguyền xuyên rừng nâu.
chớ suy tư. Giờ hãy quên đi bao nhiêu năm chinh chiến miệt mài đường hành quân lắm phong sương. Ta cố quên đi bao niềm đau ăn trên đất mẹ để đêm này vui chót một đêm. Anh ơi thương nhớ trong đời năm 18 tuổi tôi đi vào quân rồi chọn 3 tuổi lên nay về phép bên nhau trong chén rượu say mê. Anh ơi nhắc nhớ thêm buồn quê nhà khói lửa thân trai nở sông hồ buồn qua từng phút mắt nhìn thấu đêm đen tay súng chậm hao mòn. Mai đây ta sẽ chia tay hẹn ước tương lai cũng có ngày ta sẽ trùng phùng rượu nâng đi ta cũng bao đêm ta uống cho say say cùng say thì quên hết nhọc nhằn đêm này ta cố tìm say. Chất âm rất ngọt ngào trên cặp loa Ditton 66 của Anh Quốc. Các bác đang cần tìm cặp loa chơi nhạc vàng, các bác có thể lưu ý ngay cặp Ditton 66 bên em. Tiếng của em nó thì rất là ấn tượng luôn. $35 triệu mức giá rất là tốt, các bác quan tâm cặp loa này thì alo cho em. Đừng lạnh lùng để